Đó, khi em sở hữu thì những cái căn của em có cửa sổ luôn nè, tất cả các tầng luôn. Ở đây là những giải thưởng mà chủ đầu tư cho chương trình bốc thăm cho khách hàng. Đây là căn đã bàn giao và đang thi công nội thất phía bên trong. Bàn giao thô ha. Thì đây là một căn 3.16 ha, 3.16. Thì căn này là căn của bên nội thất này họ mua và họ thi công nội thất ha, để mà làm căn nhà mẫu cho cư dân của mình luôn. Bây giờ anh xin mời em, mình có thể bỏ giày bên ngoài ha. Thì đây là cái hồ sen phong thủy phía trước nhà. Thì khi mà sở hữu cái căn nhà phố này á, thì một em có thể để khu vực này khu hồ sen, hoặc là cái bàn đá ở đây cũng được, hoặc là mình để cái bàn ghế như vậy nè. Còn khu vực em có thể là, hoặc là em bố trí cái ô tô, có thể em chạy xe lên đây, hoặc là nếu mà không bố trí ô tô thì mình để ô tô phía bên ngoài luôn cũng được, rất là thuận tiện. Rồi. Thì từ bên ngoài bước vào á, thì đây là cái cửa chính ha, cửa hấp lơ. Đó, cửa hấp lơ mình được bàn giao cái cửa y chang nè, Galaxy, thương hiệu Galaxy, tích hợp khóa hấp lơ của Đức ha. Thì bây giờ hệ thống cửa kính cửa lùa luôn nè. Đó. Thì cửa này thì chưa đóng. Đó. Thì mình di chuyển vào trong ha. Đó. Thì cái cửa lùa này thì em có thể mở luôn cho nó tạo một không gian thoáng. Không gian thoáng vô cùng. Đó, mình ở đây luôn. Do căn này là căn gốc nên cái vị trí cửa nó sẽ là một cái hệ thống kính như đây, nó tạo căn mình như căn gốc luôn, mà thực tế đó là căn gốc thật. Rồi, ở đây thì bố trí cho mình một cái cửa sổ đây luôn. Nói chung là cái căn này với căn này là cực kỳ là thoáng luôn nè. Hiện tại căn gốc còn rất là ít ha. Rồi, ở đây chủ đầu tư thiết kế một cái đảo bếp. Hệ thống bếp thì bên thiết kế họ đặt ở bên tay trái cái căn nhà của chúng ta ha. Và đây là cái khu vực đảo bếp. Rồi, bàn ăn thì ở đây. Không gian bàn ăn. Rồi nhà vệ sinh sẽ bố trí phía sau nhà của chúng ta luôn. Và cái chỗ không gian bàn ăn á là mình cũng có cửa sổ nè, rất là thoáng ha em. Thoáng ha. Đó, cực kỳ thoáng luôn, cực kỳ thoáng, mát. Có nghĩa là em ăn cơm mà em mở cửa sổ như vậy thì nó cảm thấy giống như hòa quyện, giống như ngồi bên ngoài, không gian ngoài nhà vậy đó. Thường ở dưới quê thì người ta ăn buổi chiều, buổi trưa thì người ta hay dọn phía bên nhà sau, thì nó gọi là hòa nhập vào thiên nhiên. Thì cái căn này cũng giống y chang như vậy luôn, không khác gì hết. Anh cũng cực kỳ là thích căn này nè. Đấy, phía sau thì bố trí cho em cái không gian sân sau ha. Rồi, chủ đầu tư là tạo một khoảng lùi sân sau. Sân sau này khu vực em sẽ rửa những cái thiết bị trong gia đình khi mà bẩn á, thì mình rửa sân sau này rất là tiện lợi luôn nè. Ở đây mình có thể làm những cái thực phẩm mà mình mua về mình sơ chế á, mình dọn ấy sân sau này. Nó có cái khu vực rửa luôn ha. Rồi bây giờ anh xin mời em di chuyển lên cái tầng 1 ha. Thì phía này thì em để cái sofa ha. Ở đây thì trang trí cái bức tường như vậy. Thậm chí em có thể làm một cái màn chiếu, gặp chiếu phim trong nhà mình luôn. Thì em để cái màn chiếu nó chạy xuống, thì cái máy chiếu em có thể chiếu qua thẳng cái khu vực này, giống như một cái gặp chiếu phim trong nhà của mình luôn đó. Rồi bây giờ mình di chuyển lên khu vực phía trên ha. Anh tạm khép cửa lại. Em để ý là cái thang của mình là chủ đầu tư họ bố trí bên phía bên trái nè, và sát nó sẽ tạo khoảng rất là rộng cho cái căn nhà của mình luôn. Rồi, đây là khu vực
tầng 1. Và thiết kế của cái căn nhà của mình là thiết kế theo kiểu gọi là lợp tầng thông minh. Em thấy lợp tầng có nghĩa là tầng 1, tầng 2 nó sẽ lợp nhau ha, nó lợp nhau. Thì cửa sổ nó không có đối cửa sổ. Khu vực này tuyệt vời không em? Một cái bàn làm việc mang phong cách của một cái người giống như là hồi đó kêu bản gì ta, thư sinh á, mà chẳng nguyên nữa. Mua ở đây có ông xã, giống như có ông xã chẳng nguyên luôn. Rất đẹp, không gian tuyệt vời. Bây giờ anh xin mời em di chuyển lên trên ha. Rồi, đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 vô cùng thoáng luôn, có ban công luôn nè em. Ban công view ngoài ha. Đó, gió mát không? Và phòng ngủ này là view về cái hồ bơi nè, em nhìn nè. Đó, trực diện hồ bơi, công viên kênh đào. Tất cả những tiện ích trung tâm nằm ở đây hết trơn luôn. Đó, chỉ còn vài căn như vậy thôi. Đây là không gian phòng ngủ của em. Thiết kế cái hệ thống giường này đẹp ha. Ở đây thì có một cái ghế đôn cho em luôn nè. Ghế đôn hoàn toàn bằng gỗ luôn. Thì bộ bàn gỗ ngồi rất là sang trọng ha, đơn giản. Thì phong cách thiết kế cho căn này đa phần mà bằng gỗ từ nãy giờ em thấy ha. Rồi bây giờ anh mời em di chuyển lên trên tầng trên nữa ha. Đây là phòng ngủ số 3. Thì trong phòng ngủ số 2 nó có nhà vệ sinh trong này luôn. Bây giờ mình di chuyển lên phòng ngủ số 3 ha. Đây là không gian phòng ngủ số 3. Thì trước khi bước lên phòng ngủ số 3 thì ở đây nó có bố trí nhà vệ sinh đặt phía bên ngoài phòng ngủ. Thì phòng ngủ số 3 là thiết kế không gian cho trẻ em. Thì sau này em có con cái thì có thể mình thiết kế y chang như vậy cũng được ha. Ở đây có cái bàn học cho các cháu luôn nè. Không gian giường tầng. Đây là không gian giường tầng. Khu vực này các cháu có thể để những cái vật dụng đồ chơi của các cháu ở khu vực này. Đó, rất là đẹp. Đèn cảm biến ha. Đây, khu vực học tập của các cháu đây. Bây giờ mình di chuyển lên tầng trên ha. Đây là tầng trên cùng. Tầng trên cùng này em cũng có thể làm phòng ngủ cũng được, hoặc là không gian trải nghiệm, hoặc là một không gian để các em tập yoga. Thì đây là thiết kế theo kiểu cho một như em nè, làm yoga ở đây cũng rất là tuyệt vời luôn. Đúng không? View về phía công viên trung tâm luôn ha. Thì mỗi buổi sáng, buổi tối em tập yoga, em tập thiền, thậm chí em có theo đạo Phật á, thì mình ngồi đây mình thiền theo thiền Phật giáo cũng rất là tốt. Để hoặc là cái sân này, cái khu vực này mình có thể thiết kế để bố trí phòng thờ, thờ những đức Phật, những vị Bồ Tát á, thì rất là tuyệt vời luôn. Thì không gian này bản thân anh là thanh niên con trai, anh cũng rất là thích cái không gian này. Rất là tuyệt vời. Em bước ra đây. Mưa hơi rắc rắc ha. Đó. Không gian rất là tuyệt vời. Anh tạm đóng cửa. Rồi em thấy không gian của mình sao? Em thấy thoáng với lại đẹp á. Ừ, đẹp quá. Thì với thiết kế này thì là thiết kế rất là mở luôn. Mình sở hữu đây thì giống như mình có căn nhà ở một cái nơi rất là tuyệt vời. Đây là không gian khu vực lô gia. Thì em có thể bố trí những máy giặt, máy sấy ở đây. Và khu vực để em chứa những cái vật dụng không cần thiết ở đây ha. Ha. Đó. Và đây cũng là một cái khu vực không gian sân phơi luôn. Em phơi rổ đây thì chủ đầu tư làm cái máy nè, máy kính nè. Thì nó sẽ hấp thu ánh nắng, nó làm cho quần áo mình mau khô hơn. Và đây thiết kế cái sào như vậy luôn ha, rất là tiện lợi. Mà khi mình sử dụng xong mình gấp lại, nó rất là gọn gàng ha. Và thậm chí có thể đặt một cái chậu cây cảnh ở đây cũng được. Nó tạo thêm không gian xanh cho cái căn nhà của mình.
thì bố trí rất nhiều hộp tủ để em chứa những cái vật dụng nào mà mình ít sử dụng, mình có thể để những hộp tủ của mình luôn ha. Rồi, rất nhiều hộp tủ nè, nó rất là tiện lợi. Bây giờ anh xin mời em di chuyển lên cái khu vực tầng mái ha. Đây là không gian của tầng mái. Thì tại không gian phòng tầng mái này thì nó có thêm một cái nhà kho nữa. Đó, em chứa những cái hộp trang sức của em chẳng hạn, nó tất cả những gì mà ít sử dụng thì bỏ vô cái nhà kho này. Và trên cái tầng mái này thì phía sau thì chủ đầu tư đặt cái những cái bồn nước nè, rồi máy năng lượng mặt trời. Anh thấy không? Thì ở đây nó để phía sau nhà nên nó không mất mỹ quan chỗ của cái căn nhà phố của chúng ta. Nó đều nằm ở phía sau hết thì tạo cho cái căn của chúng ta cực kỳ là đẹp luôn. Anh mời em. Đẹp đúng không? Đẹp, em thấy đẹp á. Ừ. Bây giờ mình sở hữu ngay một căn nhé. Rồi, nếu anh chị khách hàng nào quan tâm đến dự án The Standard thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091-424-5885. Giang sẽ mời anh chị đến tham quan thực tế và chọn cho mình một căn nhà phố tại The Standard. Xin chào.